Ơi, chào mọi người, chào chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Nước Lục Bình. Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Bữa nay là nói chuyện không có lên tiếng, các bạn nó bị tắt tiếng mấy bữa nay nên là video tạm dừng. Bây giờ thì nó nói chuyện lại được rồi. Giờ cậu cháu đang đi ra chỗ khu mấy cây mướp để thăm lại cây mướp. Đây các bạn, mướp bây giờ thì nó đã lên cây được như thế này rồi mọi người. Ồ, thấy chưa? Đây nè. Ôi, mới có mấy ngày, được mấy ngày đừng từng vô sao? Không từng rồi đó, bữa nay thứ 3 hả? Từng, hơn từng rồi đó. Đây nè. Năm sau hay lấy? Các bạn xem cà na có 6 nó ra bông gì đâu mà ra khủng khiếp thiệt. Năm sau thì lấy chắc cả 1 tấn được rồi, đủ sống rồi. Trời ơi, ra 1 tấn đủ sống rồi trời. Trời. Tấn 20 triệu được rồi, năm thu nhập 20 triệu được rồi. Trời trời trời. Như đó được rồi, thay đi. Hả? Ừ, người thấy đã chưa? Cái cây mướp nè, các bạn nó mới chừng 1 tuần nữa thôi mọi người. Rồi, tối mà nó ra nhiêu đây đó, sao xịt thuốc của tối phải không? Được như đó rồi. Dài dưới đó hả? Xịt dây thuốc trái dưới bơm á. Dạ. Vâng. Đảo á, này trái ăn sâu hết. Trái thì chắc nhiên là ông Sáu có thu nhập rồi đó. Bán, phải bán chứ không có ăn nữa. Có tiền đổ xăng thôi. Tiền đổ xăng rồi đó. Đi vòng vòng chơi coi tốn tiền túi. Cái nhậu đồ vu vơ được rồi đó. Nó cách nó có xịt thuốc không sao? Không. Sao mà tự nhiên nó tốt ra nè. Tốt mà. Sao tự nhiên nó tốt ra rồi nè, cái này là tốt ra thiệt tình luôn á. Có đất nè, có nước nè, đầy đủ nước nè. Không có cái gì xào ăn nè. Trời, không có gì xào ăn nha. Con đem một bọc thịt bò đó kìa. Vậy là xào bò thôi. Đó, thấy không? Ông Sáu khéo chưa? Đây nè. Lá các bạn thấy đã chưa? Ăn cho nó dễ độc gan ấy mọi người ơi. Bổ vitamin, thịt bò thì bổ, còn cái lá cách thì giải độc gan. Trời ơi, tắm đây luôn, đụng đụng luôn, Sáu nhảy mương tắm cho mát không Sáu. Các bạn thấy đẹp chưa? Đó. Giờ anh nó chuẩn bị nó đi tưới này đó. mọi người thông cảm nha. Cái giọng mình hôm nay nó không có được trong lắm. Mà mình cố gắng nói chuyện thì nó thứ nhất nó rất là mệt, thứ hai là nó nó tối là hết nói nữa rồi. Không biết lần này nó bị gì mà nó bị từ đó tới giờ là chưa lần nào mà bị đến mức độ như thế này. Nóng trong người mình thức khuya quá nó nóng trong người nó bị tắc tiếng á. Chạy máy vô cho nó chạy. Chạy máy vô cho nó chạy. Các bạn để ý lúc nào mà có gió lớn gió mạnh á là lúc đó là nước sẽ lên. Trời ơi, đại ca xách gì đây ca? Sáu bơm nước vào cái kẽ này nè các bạn. À, để mà nó cắm vào cái chân cho nó mềm đất xong cái bắt đầu mấy cái cây này nó dẻo mấy cây mướp các bạn. À. Cây na này cứ trung bình cây 5 kg, cây 5 kg là vô lúc rồi. 5 kg sao hết. Không hai cây nhỏ xíu gần 10 kg. Thế đó hả? Con sáu kỳ gì ông tám 40 trái 1 kg tính đi. Cho 50 trái luôn á. 50 trái đâu có nhiêu trái đâu. Cây cả 100 kg á. Trồng mấy năm rồi sao? Chưa mới dấp năm cái gì mà. Thôi không đi lòng vòng nữa, cậu cháu đi làm ẩm thực thôi chiều rồi. Còn bây giờ còn trồng thêm một luống khổ qua ở đây nữa các vị. Hóng gà bệnh phải chờ bệnh luôn. Bệnh ghiết bị ghiền hay sao? Nhờ nó đắt tiếng đâu có làm video được đâu. Còn đây là khu trời của ông Sáu hiện tại năm 2021, rất đẹp trai nè. Cái này nó đậu trái thì ghê hồn thiệt chứ. Ông Sáu mua điện thoại mới nữa rồi. Ông Sáu ông chơi điện thoại mới nữa không Sáu? Phải bà hổng đã mới gì, mua cái ấp linh thôi. Dạ hả? Rồi giờ cái vụ đó sao rồi, cái vụ mà nạp tiền hết tiền sao rồi? Thì bỏ sim đó mua sim mới rồi, mua sim việc theo rồi. Hồi xưa ông Sáu đâu cho bẻ đâu. Hư không? Ừ, ông Sáu tay mình thấy gì với độc lắm á. Độc cái phủ bẻ thì anh sửa rồi. Bà hổng mua ở vườn. Vô bắt cách ngon lành luôn. Quá ngon.
Nó cách vậy mà bán có 5.000 chứ ông Sáu bán đành thà là cho ăn. Nhiều ký nhiều lắm à. Nhiều nhóc luôn có 5.000 bạc. Này ăn bánh xèo là bá trái luôn á. Nói gì? Ôi lá cách này có bánh xèo hả? Bánh xèo bánh khọt rồi. Bánh nào làm em? Có bột sẵn. Bây giờ muốn làm bánh xèo dễ không chết đâu, không cần lấy cối lấy gì đâu. Đi mua bột gì làm không à? Bột pha. Này không ăn này vài bữa nó già cũng bỏ rồi, phải không bỏ. Sao? Không phải cắt bỏ. Cắt cho người ta ăn. Mà cắt, cắt mà dân Bạc Liêu người ta khoái ăn cái cóc á. Trời cái này đám mà mua lá cách này xào thịt bò ăn còn ngon. Bữa nhà chị ba em làm cái món này nè, nó cốt nữa. Ăn sạch luôn. Cách trị thuốc, thuốc cho bắt thuốc. Thôi bình thật ra bình cái đó có thuốc không sao? Có đâu. Mình xịt mang vô đó đừng cho nắng nó hư mình xịt ra mà. Xịt châu xả lá cách. Cái này bữa nào cần xài xin. Nó cần ăn chứ. À vợ danh có bầu, danh nó bị ngén. Bị ngén các bạn. Thì cứ nghe phong banh là nói như vậy thôi, người lớn nói vậy thôi, không biết có hay không. Chứ ông gài thấy nó ăn đồ chua rồi. Chắc chắn là sẽ có thôi. Nó thơm, nó đã lắm mọi người. Thịt bò đứa ai gì ho hay đã. Phải không? Bò. Chưa ngủ mà ho gỗn. Bò mắm rồi đó. Con Nguyễn thấy vậy nó mau héo lắm á. Nếu vậy là bỏ vô lửa hả? Dồn quá dồn. Nó mau cái kiểu mà nó ở ngoài nó cũng héo. Trời nóng mày mà không gió là chết luôn. Cần gió càng khô. Chưa có ngủ đâu được. Trời này, chịu. Trời này ngủ gió quá đã luôn. Ngon ngon. Ấm ngày cháu làm mấy cái cỏ đâu mọi người. Nóng. Không có một miếng gió luôn. Không bây giờ xong rồi. Gió quên giới thiệu với mọi người, đây là cái bịch thịt bò này các bạn, sắc sẵn rồi. Thấy chút ép, chút xíu nữa xào lên là nhóc. Nó có 800 gram á. Đúng rồi, 800 gram. Hết nước rồi. Cho hết nước rồi, hồi có dời máy không Sáu ơi. Dời cái bữa này nè. Đã chưa mọi người? Có những cảnh này nó đã thì. Hả? Nó mạnh không á? Ông nó sợ nó đủ tải nước không? Thì mình không có xịt, mình chỉ cho chạy tới đó vừa đậu trái nhóc cái chân rồi đó các bạn. Mùa tới là ông sẽ kiếm thu nhập được 2 triệu mùa ông đạt được rồi. Giờ danh nó đâu có chơi sắt nữa các bạn, nó chơi nó cắt rồi. Vậy ăn mới đã. Sắt nó nhuyễn nát chưa? Chị? Này quán nhậu mà được mấy cái này mà sợ cho cút dừa. Trời ơi. Ôi, có dược khô không? Có. Ôi ăn dược khô tối nay sao mà chịu nổi, sủa không? Thôi khỏi đi. Không xào dược khô sao? Có dược khô hả? Không xào dược khô đi. Có xào dừa mà, không xào dừa sao? Không sao đâu. Không sao đâu, tối nó sủa. Thì, trời ta uống nước cút dừa nó kè ho. Phải không? Ừ. Rồi tin ông Sáu đi. Tin ông Sáu đi. Nhiều khi ăn cái này cái tối hết ho cái trời ơi. Cảm ơn ông Sáu ạ, cảm ơn ông Sáu ạ. Phải không em? Ừ. Cái rèn dao gì mình chưa xài mà nó mẻ trơn. Người này ông Sáu bệnh rồi. Rồi ngáp ngáp rồi. Mới nó bị lây từ Úc và Bình đó. Lây mà không phải Covid nha. Đâu cả Covid đi. Đâu có đi đâu đâu mà Covid. Biết xài mà không có là khó chịu lắm. Mà có cũng không xài gì nhiều. Bữa nào thử thách bỏ điện thoại ngày thử là như thế nào? Bỏ không điện thoại em hư đó, em chịu không được đó. Thiệt, bực bội cho người lắm. Phải đi sửa đó. Ông chơi mà có dấu một nằm đây là trời ơi trời. Rồi thấy cảnh chưa? Mở gió cho đó cũng được đó. Ở đây thì nước bên đây móc lên. Dòng sông nước xanh năm nào chưa sôi. Ghi dấu ngày đôi mình đưa tiếng lời hẹn thề ước trao dấu xa xăm xin đừng phụ nhau
trăng còn sáng soi dòng sông, em giữ trong lòng cho dù tháng năm dần trôi. Ờ dưa leo ngoài kia lên xanh gì nữa kìa, sao quá mọi người nhìn thấy. Con nhà ông đó ông trồng dưa leo giỏi không sao? Luôn mà. Trong suốt luôn mà lúc nào cũng lên tốt hết chứ. Trồng quanh năm luôn. Bây giờ bạn Danh sẽ cho nguyên cái bọc thịt bò này vào đây các bạn. Hết luôn không? Hết luôn. Có rã đông chưa? Rồi. Này đáng lẽ mình lấy ra chứ. Đó. Ôi giống chả quá rồi. Cá bò. Ông Sáu nói làm như cái phép vậy đó. Ông Sáu nói đó cách gì? Nó cách này là thịt bò. Có thịt bò liền. Có thịt bò nhưng Sáu sợ nó cách luôn. Mà hỏi ăn ngán chưa? Ăn gì sao? Bữa nay nè cho Sáu ăn. Hỏi ăn ngán chưa? Okay. Thịt bò thì ăn cái món khác nhưng mà sợ nó cách chưa ăn. Không có nước cốt vừa đỡ không? Đúng không? Có nước cốt vừa đâu không chứ. Uống vừa cho nó mát. Uống dừa khô cho nó mát, trời ơi, uống nước dừa khô cho nó mát. Hết ly luôn trời. Nước mà. Uống nước dừa làm như uống bia vậy. Rồi nước cứ dập vô đi. Sao nó cũng nổi vàng vàng rồi đó ta. Cái này hả, em cũng không biết nè. Biết sao nó vàng nữa. Mỡ, dầu. Dầu. Em bứt lá xả đi Danh, bứt thôi. Khỏi cần nhỏ nguyên cây. Bứt lá xả hả? Ủa bứt thôi. Bứt cái đập non nó xuống. Xả nó cũng tốt lên rồi phải không sao? Xanh tự nhiên xanh nó cũng cho phân không vậy? Tự nhiên xanh gì luôn nè. Trời ơi nó hái nó tiết kiệm trong Sáu thấy cưng chưa? Như đây đủ mùi rồi. Wow. Chồng gần không lấy Danh lấy chồng xa. Giờ đây nhớ mẹ thương cha. Còn đâu mà thông thả để về nhà thăm. Cá này nó không vô vớn, phải nó vô vớn mình thả xuống đây mình bỏ đồ thức ăn cho nó ăn, lội ăn chơi. Xa xăm nơi chốn bưng biển. Nó biết rồi đó. Nắng bông mà điên điển. Nhưng mình nhớ đất quê. Bà ớt không? Chồng không sống à. Khó mà về. Mà cho nó cay cay chứ. Tuy một thao lá cách luôn mọi người. Đó vô. Nó bỏ lá cách hay nhiều quá gì á. Hay là hồi nó xẹp không ta? Nó thơm á các bạn, nó thơm mùi xả với lại mùi lá cách á. Với lại mùi nước cốt dừa nó thơm, nó cái mùi đã lắm. Mấy ông thợ uống đâu có nhiều rượu đâu. Mua 5 lít uống đâu hết, còn một chai nguyên đó dưới đây nữa nè. Con mua 1 lít nữa chị. 1 lít đó ông chê rượu lạc nè, còn như nè. Nó rượu như nước mưa à. Dạ sao xác nhận có cho con ăn cái món này không? Cho ăn không sao, ăn không ho nữa. Cúng rồi không ho. Cúng rồi không ho nữa. Làm vài ly vô. Thế vậy, hoàn thành xong rồi mọi người. À, thịt bò xào lá cách. Nó có lá cách. Nước mắm trong, một nồi cơm, bữa trên kiều của con cháu. À, thời tiết này nó nó giật. Trái gió trở trời. Hôm sau có anh trai đó, cúng đất cúng đai đó. Mời người phước mà về đây chung vui với ông Sáu, cháu mấy đứa cháu với ông Sáu chơi vui. Động viên mấy người, khích lệ cho nhiều lên. Cho hết bệnh hết cho hết bệnh. Cho hết bệnh hết gì làm ăn suôn sẻ vui vẻ mạnh khỏe mát mẻ, tươi trẻ. Trời ơi. Còn nghe không ha? Tươi trẻ đâu. Mau đẻ. Không có đâu, đẻ có giống đâu đẻ. Mời ông Sáu đi. Rồi con ăn cơm đâu? Mời thịt bò. Cũng thịt bò. Mời người thức mặt của mày về uống rượu cho vui với ông cháu tôi nha. Mời nhiều lần luôn á. Lần 1, lần 2 luôn á. Lần 3 luôn mời đó. Các bạn hôm nay đẹp à? Rồi mời mấy người thức mặt. Thức mày uống rồi tới mình uống chứ. Ok. Kiểu mà chưa ăn thử. Sao đó? Dai nhất. Mới vừa để vô tới miệng. Cái chuyện nó dai á. Nó ngọt giỡn ốc luôn. Nhanh mời mọi người ăn cơm với ông cháu nha. Ngon lắm mọi người ơi. Nó ngọt, nó thanh, nó thơm, thơm xả, thơm lá cách. Thịt bò đâu có dai đâu. Nó dai đâu. Nó sợ lâu nó dai.
Cái gì hổ vậy? Mấy cậu cháu nha, chết chết chết, đừng có nói bụng mà. Mà đang đau họ không biết ăn dừa vô có sao nè, đang đầu trong bụng nè mọi người. Mà. Ăn đại đi. Có giá trị. Sao là ở ngoài trời chứ không, mình không có sao. Anh không ăn nó cũng ho mà, ăn cũng ho thôi ăn đi. Ăn đại đi. Ăn đi, cảm nhận với mấy bạn đi. Lấy độc chị độc hả? Đúng rồi. Có người đã ho quá không biết trị gì, ta dắt nước cốt vừa ta uống. Sống ngó. Sao nấu cơm này có cơm cháy không sao? Chắc có. Hồi đó để con cốc vô đứa thì nói được rồi đó. Ngọt. Nói hết nữa rồi. Hết rồi nghe. Gấp nhiều quá. Sao mà ngủ ngon thôi à? Tùy tủ lượng mà. Thì tủ lượng ngay giờ mấy đứa về hết hồi không sao kéo lục bình ảo ảo đổ mồ hôi cái ra hết trụ luôn. Làm được sĩ nữa khi vô làm sĩ nữa. Còn là làm này làm ly thôi chứ đâu làm sĩ được. Làm ly cho nó thông thông cỏ ăn bắt máy lên karaoke à không. Hồi tối nó ngán quất ly với miếng mật ong vô mà cà dẻo luôn. Thế ngoài người ta cho hổm là gắn chung xào lá cách, còn bên đây là bò xào lá cách. Nói chung lá cách làm được nhiều món lắm. Kìa, hái mà nó còn nhóc hết trơn rồi mà, thấy không? Có cao quá. Đây, gần gần lại ông Sáu cho, chia sẻ cho. Sáng mấy cho cây nữa kìa. Nói chung là mọi người cứ về đây đi là ông Sáu đốn nguyên cái cây cho luôn chứ ông Sáu không có. Ai mà bệnh thì đốn nguyên cây cho chặt nam. Đúng rồi đó, có người như sắt thôi á. Rồi chán miếng nước á. Không chặt cho người ta hết con lóng rồi đó. Đâu hết. Chán nó chan miếng nước cốt dừa vô đây. Béo đã quá. Rất là ngon, rất là ngon. Mọi người nếu hôm nay mà cái giọng của mình nghe nó khó nghe quá, mọi người thông cảm nha. Tại vì mình cũng không có muốn như vậy đâu các bạn. Mà bữa nay may mắn lắm nó mới được như thế này á. Nói hôm nay nó không nghe. Đã nói thằng Đức ngâm đấy nước uống hết rồi. Gì không sao? Thằng Đức á. Thằng Đức hả? Ngâm đấy nước. Đó con không biết. Hồi đó hồi nhỏ tới giờ con mới bị lần đầu tiên bị tắc tiếng. Con sao bị vậy? Mẹ con bực bội lắm á. Bực bội lắm, nói chuyện quá được. Nó cũng gắt trong người, gắt cái cổ. Nó gắt cái này nè. Chứ mới rượu. Đầm á. Cậu cháu đang ngồi trên một cái bãi đất trống như thế này nè các bạn. Bãi đất hôm bữa dục sinh đó mọi người. Bây giờ ngồi được rồi. Bây giờ nó nứt nẻ rồi. Giờ khô luôn rồi. Khô rồi, nó gọn ghẻ rồi. Các bạn nhìn sang bên kia, con cậu ông Sáu nhìn rất là dễ thương. Cô. Lớp đất này nó vậy cũng dày dữ lắm đúng không sao? Vậy mà nhiều đất á chứ mấy cái gì cái cây gì cái chà cái gì cái chanh trái chanh cũng lâu lắm mới mọc lên được á. Thì mình trồng một đợt ba một đợt nó muốn ăn được. Có cơm cháy không? Có sao nấu có cơm cháy nhỉ? Làm ly nước đây đỏ quá ly nước đi tới đầy chén luôn. Giờ mời mọi người ăn cơm với cậu cháu nha. Ông Sáu buổi chiều giữa cánh đồng. Cơm thôi. Béo ngồi nữa. Béo mà nó ngọt ha. Nó ngọt. Nó mềm, dẻo, mịn luôn. Trời. Ăn vô một miếng đầu tiên nó dở ngốc, nổi da gà luôn các bạn. Là đã rồi. Đạt mô tả với trời không? Nấu riết để một cốc rượu vô nó cứ tê nó chảy gần trong cơ thể luôn. Mấy cái nó hòa lẫn với nhau. Bỏ chút mật ong vô cho nó ngọt ngọt dễ nuốt. Hồi chưa con đâu có ăn cơm. Nãy 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 hai bọt cơm. Nãy mà đi nhà hàng cũng đâu có bằng cái này đâu danh. Để gì đấy ăn ngồi ăn nó thoải mái. Rồi các lợi khuẩn nó cũng làm gì không kịp nữa. Đó. Chuyên ngành đi vô đang đi vô chuyên ngành của ông Sáu ấy. Đó là đó học y sĩ đó các bạn. Nó giỡn nha. Đừng thích cà lơ vậy nha, không phải nha. Để bất thơ mà thất nghiệp. Ừ. Đi không tên đời tới chốn. Học rồi đó có bà nào đó bà dụ. Đủ đi. Đủ đi nhà nghỉ mấy lần bỏ học luôn. Cha mẹ hồi xưa không phải như cha mẹ bây giờ đâu. Học được học không được thì thôi, còn bây giờ lo con từ A tới Z luôn á. Ở nào bán đất bán vườn gì cũng lo hết á. Cha mẹ hồi xưa học được học không được, nói học không được nghỉ nghỉ kể đi. Rồi cơ sở giáo dục cũng đâu có, lúc đó cũng đâu có ai đi động viên kêu gọi gì đâu, phải không? Cứ nghỉ nghỉ học học à. Bây giờ nghỉ là người ta đi đang nghỉ tới nhà. Nghỉ giờ người ta cho, có cơ sở người ta đi động viên.
Đội á, có gì, có nhiều à. Ăn được nhiêu là ăn à. Quá nồi. Tưởng tượng tới nửa mốt sao không đụng răng hết trơn, cái ngồi làm thử ăn sao trời. Không bầm. Nhai nhai nuốt, nuốt mắt cỏi làm mắt trợn mắt gì nè. Bắt đầu chở đi cấp cứu. Được cái video triệu view. Thiện nhóc luôn. Gần lần chua chua cái mỏi. Nói đi hết pin rồi đó. Vậy anh chào mọi người nha. Sao chào mọi người nha, bye bye. Nói chung là cảm ơn mọi người đã yêu thương và đồng hành với anh, với ông Sáu, ba người. Bây giờ lý do là công việc gia đình nên anh phải lên vợ chính Long rồi, nên không có thể nào mà đồng hành với anh Út và ông Sáu nữa. Chia tay thiệt cái, nó nghĩ thiệt cái. Có gì thì mọi người hãy yêu thương anh Út cũng như ông Sáu. Nói chung khi nào rảnh thì có dịp về đây thì mình cứ sẽ vô chơi với anh Sáu với anh Út. Chơi với anh Sáu với anh Út. Nói chung là cái người giúp việc cho cha bây giờ ông bị thương. Nói chung là bị tai nạn ngoài ý muốn. Nên bây giờ kiếm người giúp thì không có, mà trên cha thì nói chung trên gia đình vợ rất cần người. Kiếm người không có nên mình phải lên trển giúp thân. Thay thế thôi. Nói chung nghĩ ở đây, nghĩ làm với Nút cũng buồn, nói chung là rất là buồn. Bữa nay ngồi xe nó cảm giác đi xe mà ra chỗ ông Sáu là nó có cảm giác đặc biệt lắm. Nhưng mà đi thời gian mà đâu phải đi hẳn đâu. Nó thẳng ra từ trước giờ các bạn. Thằng Danh không phải là thành viên chính thức nha. Nhưng mà nó vô làm thì nó làm với mình rất là bền, rất là lâu. Tại vì thực sự á, mình nói thật sự luôn là nó rất là giỏi. Nó làm với mình, nó chỉ làm bán thời gian thôi các bạn. Nhưng mình rất là thương nó. Thì nó giỏi, nói chung được công việc trước sau gì nó giỏi hết. Thì nó nói lúc trước là nó nói là em làm với anh khi nào vợ em đẻ thì lúc đó em mới nghỉ. Nhưng mà bây giờ vợ chưa đẻ, nó nhà xảy ra chuyện vậy, thành ra là nó phải gì nó cũng như nó phụ giúp nó trông con ở ngoài đó. Cậu cháu thì bây giờ chắc là sau này chỉ còn hai cậu cháu thôi. Có nhiều sao nhiều đi. Mà các bạn tưởng tượng đi, một cái khung hình giống như đã quen thuộc rồi. Trước sau có anh có em, đi ra đi vô với hai anh em thôi. Đi chợ cũng đi hai anh em nữa. Mà bây giờ nó đi như vậy thực sự, mình nói thực sự luôn là mình rất là buồn. Hiền Danh thì nó cũng không có bỏ đi luôn đâu mọi người. Tức là thời gian nào khi mà nó rảnh rỗi, nó có dịp về đây á, thì cậu cháu nó sẽ mời nó về đây chơi, tham gia cho nó vui. Đó, khi nào nó rảnh nghe. Còn bây giờ về ngoài là nó tối ngày nó đi giao phân á. Nó thẳng là vậy, giao phân bón á. Vật tư nông nghiệp á. Giờ cười, nhìn màn hình nó cười á. Cười lần cuối. Trời ơi người, gì vậy mẹ. Không uống ngựa. Tạm biệt thôi, làm gì dữ vậy. Lần cuối là gì? Không có nói câu đó. Câu đó hả? Câu đó nó buồn lắm. Nó vô tâm mà. Thì anh em vẫn còn gặp gỡ thôi, thì tạm chia tay á. Đúng rồi, cái này tạm chia tay mấy chào bạn tái ngộ. Ông, ví dụ như bây giờ mà mốt cha anh Danh không có tìm được người làm mới á, nó biết chứ biết sao rồi, nó chỉ đường chỉ đó, rồi có thể nó sẽ gì đây, nó sẽ hỗ trợ cậu cháu, nói chung làm chung nữa, nó sẽ vui nữa. Tại vì có thời gian trước nó cũng bận việc, nó nghỉ một lần rồi đó, sau này thì nó vô nữa, thì bây giờ nó bận nó mới nghỉ nữa thôi, chứ nó không phải hãy là nghỉ. Có khi về có thời gian rảnh cũng ghé. Nhà còn đây mà, chứ nhà vợ nó ở trên kia, xa lắm. Cái ông bị là ông làm mấy 20 năm từ khi cha con ra, bóng phân lợn, mà ông đi Đức Gân tay. Mà ông Sáu nghỉ Đức Gân đi, ví dụ 3 tháng quay lại. Trời ơi, Đức Gân. Ông đâu ginh nổi nữa. Cho 1 năm, 2 năm luôn, ginh cũng không có nổi nữa, gân nối mà. Bởi vì con phải nhảy vô. Có một người kia nữa, mà bây giờ ông đi làm xa rồi, không có ở nhà nữa. Ông đó cũng giỏi nữa, nhưng mà ông đi rồi. Kêu điện thoại người ta không chịu mà. Đi mất bỏ sợ người ta kia. Cái người kia giống như người xe cua, nhưng mà giờ người ta đi luôn. Thôi vậy chấp nhận đi, chấp nhận chịu thôi. Trời ơi, mốt về đây mình nó buồn. Trời, ông đầu gối cái trường địa hình luôn chứ vợ. Ông Đức Gân đó. Không nghỉ. Cắt. Không còn gì nữa, giờ thì bye bye thiệt nha mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye nha mọi người.